nay là mình đã đến cái đoạn tháo mắc cài rồi đúng không? À. Tối hôm qua có ngủ được không? Không. Nói chung là rất là hồi hộp đúng không? Chờ đợi ngày này rất lâu rồi, mấy lần chị nhấp nhổm cho tháo mắc cài rồi. Và cuối cùng thì hôm nay mới tháo. Ngày xưa là răng có hai răng khểnh với lại bị khớp cắn ngược ấy, thế là mình tự ti về cái nụ cười của mình, thế nên là mình quyết định đi niềng răng. Và mình bị mất một răng thứ 6 nữa nên là về ăn uống thì nó không được như bình thường. Cái nụ cười trước đây thì khi mà cười thì hai cái răng khểnh ra thì răng cửa hay hàm hàm trên ấy thì nó bị tối và nhìn nó không rõ, nhìn cảm giác như mình bị mất răng ấy. Còn bây giờ thì mọi thứ răng đều thì mình cảm thấy tự tin hơn. Mọi người cũng bảo là răng khểnh để duyên thì sao lại không để mà lại đi niềng xuống, thì mình đối với bản thân mình thì mình cảm thấy là răng đều đẹp thì sẽ đẹp hơn và tự tin hơn. Theo mình là như thế. Ngắn lắm, trong khoảng thời gian đầu thì trong khoảng độ 2-3 tháng thôi là đã thấy răng thay đổi rồi. Bởi vì là lúc đấy là kéo khoảng trên và nhổ răng trên thì mình thấy kéo khoảng nhanh lắm. Không biết là như nào nhưng mà mình thấy kéo khoảng cũng nhanh. Nhổ răng không đau đâu. Và thấy bình thường lắm. Nhổ răng xong thì kéo khoảng vào. Nói chung là mọi người cũng cứ sợ về cái việc mà nhổ răng, nhưng mà bản thân mình là người không chịu được đau. Mình cũng bảo với bác sĩ là em từ đầu là em không chịu được đau, nhưng mà nhổ răng thì mình lại không thấy đau gì cả. Nhổ răng về cũng không thấy đau gì cả. Cũng bình thường. Và bây giờ thì hài lòng về hàm răng của mình rồi ạ. Bây giờ tự tin cười hơn. Ngày xưa thì mình không dám cười hở răng bao giờ. Và bây giờ thì kể cả mình niềng răng, mọi người cũng thi thoảng cũng có một số người là cũng ý là cười về cái mắc cài của mình. Thế nhưng mà mình vẫn tự tin, vẫn cười bình thường. Bởi vì là mình cảm thấy tự tin về cái hàm răng của mình, về cái nụ cười của mình không bị móm như ngày xưa nữa. Thì là mình cảm thấy tự tin hơn so với việc là người ta chê cái mắc cài của mình. Thì răng của mình cũng trải qua rất là nhiều khó khăn vất vả rồi. Chính bản thân mình cũng cảm thấy nhiều lúc chán quá rồi đúng không? Nản quá rồi, chả biết chị chỉnh như gì nữa, em thấy đẹp lắm rồi. Chỉnh khớp phía sau. Cái khớp phía sau nó rất là quan trọng. Bởi vì nhiều khi cái khớp đó nó sẽ giúp cho cái quá trình sau khi tháo mắc cài nó được ổn định hơn đó. Thì mình sẽ nhìn thấy ban đầu rất là chen chúc khớp phải đúng không? Mình nhổ răng đi để mình sắp đều răng. Xong rồi mình cắn ngược thì mình giải quyết hết tình trạng cắn ngược đó. Và cái khớp cắn hai bên này đó. Khớp cắn hai bên thì mình sẽ cố gắng fix những cái lồng múi như thế này, để cho sau khi mình tháo mắc cài em ăn nhai, cũng như là cái quá trình di chuyển răng sau đó thì em sẽ không bị tái phát đó. Và cái khớp cắn cũng như là cái khớp thái dương hàm nó ổn định hơn đó. Và mình sẽ nhìn kỹ hơn vào hàm trên và hàm dưới thì mình sẽ thấy ở hàm trên là có hai cái răng ba nó vảnh ra đúng không? Hồi đó thì chắc là cũng không thích hai chiếc răng ba này. Có bao giờ nghĩ là mình đi chỉnh nhai thì mình nhổ hai cái răng ba đi không? Có. Nghĩ là nhổ hai cái răng ba đi cho nó đều. Nhổ hai cái đấy đi. Tuy nhiên thì rất nhiều bạn có cái câu hỏi như thế. Ba của em có phải nên chị không nhổ đi? Mà thực ra là cái răng ba rất là quan trọng về mặt thẩm mỹ cũng như là quan trọng về mặt chức năng. Vậy đây mình lại không nhổ răng ba, mình nhổ hai chiếc răng bốn đúng không? Thì lúc sau mình làm đều răng này. Đó, mặc dù là kéo cái răng ba này xuống cũng khá là gian nan, chị phải dùng móc rồi kéo răng rất là lâu mới xuống được, không phải mới đều được cái răng cửa đúng không? Hàm dưới thì mình mất một cái răng 6, thế nên là mình bên này mình không nhổ răng nữa, mình không nhổ răng để sắp đều răng cũng như giảm hô, nữa là mình kéo răng 7 rồi kéo răng 8 đó. Và giữ lại cái răng 5 này. Bên này thì mình nhổ cái răng hàm nhỏ để kéo giảm hô cho em. Ban đầu thì thực ra là em khớp cắn ngược ở trong miệng ấy, trong răng ấy, nhưng mà cái mô mềm thì nó không phải là quá ngược đâu. Có nghĩa kiểu cái môi dưới mình không thấy nhô quá nhiều, tuy nhiên là mình phải nhô cả hai môi. Còn sau khi mình chỉnh nhai xong thì mình sẽ để cái nét mặt mình nghiêng như thế này, môi trên nó sẽ nhô nhiều hơn một chút và môi dưới nó sẽ đi vào nhiều hơn, để cái đường thẩm mỹ của mình theo kiểu đường chéo như thế này thì nó sẽ vừa vặn hơn đó. Và nụ cười của mình đây, nói chung là răng đều nhìn nụ cười nó khác ngay đúng không đó. Và bây giờ thì mình sẽ nhìn ở trong miệng sau đó mình tháo cái đó. Cảm thấy quãng thời gian mình bỏ ra cái sức chịu đau rồi các thứ như thế nào? Xứng đáng chị ạ. Quá xứng đáng luôn đúng không? Thứ nhất là về bác sĩ là cũng đội ngũ bác sĩ là rất là nhiệt tình, chu đáo. Về chuyên môn thì em cũng không nắm được chuyên môn, nhưng mà nhìn nụ cười bây giờ thì chắc chắn là chuyên môn ok rồi. Còn về phục vụ khách hàng các thứ thì em thấy rất là ok ạ. Em tên là Hà và em đã niềng răng tại nha khoa Thùy Anh ạ. Nói chung là tháo mắc cài xong rất là vui đúng không? Thường thì chị không biết là bệnh nhân mức độ vui như nào, nhưng mà bác sĩ thì rất là vui.
À, bây giờ mình vừa tháo ra, nói chung cũng chưa được vệ sinh gì đâu. Thì trên cái bề mặt răng nó vẫn hơi còn một chút cái com gắn rồi là những cái mảng bám một chút. Thì lát nữa các bạn đi vệ sinh thì nó sẽ trắng hơn, sáng hơn. Tuy nhiên thì chị nghĩ là bây giờ cũng đang rất là hồi hộp xem mình như nào rồi đúng không? À, mình xoay gương nha. Hơi chóng vắng chị ạ. Mới tháo ra lúc nào cũng thế, đeo bao nhiêu lâu rồi đúng không? Vâng. Nói chung là đồng hành cùng nhau rất là lâu rồi, giúp cho răng của mình đẹp hơn rồi. Bây giờ mình cũng thấy nó trống trải, thấy lạ luôn. Cảm giác bình thường mình suốt ngày soi gương mà mình thấy có mắc cài rồi, bây giờ lại không có mắc cài mình thấy sao? Nó thiếu thiếu gì đấy nhưng mà đẹp hơn. Đẹp hơn, không muốn gắn lại không? Ok, nói chung là cái nụ cười bây giờ với cái nụ cười khi mà mình vẫn còn đang đeo mắc cài nó rất là khác đúng không? Ra nữa mà các bạn vệ sinh lên nó trắng sáng bừng lên đấy. Ưng ý không? Có chị ạ, em đợi ngày này lâu lắm rồi. Rất là hài lòng rồi đúng không? Vâng. Ok, bây giờ các bạn ấy sẽ vệ sinh răng miệng cho mình nhé.